Leo Media trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn kinh dị Kuman, chuyện nghe kể của Leo Quốc Việt qua hai giọng đọc của chính tác giả và Lâm Viết Trinh. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Leo Media phụ trách. Vừa chợp mắt, Châu giật mình tỉnh giấc. Tiếng động khá lớn làm Châu điếng người quên cả cơn buồn ngủ. Cô nghe tiếng bước chân chạy ngoài cửa phòng, mà kỳ lạ thay, tiếng bước chân đó có vẻ ì ạch như tiếng chân của một em bé. Nhưng mà sao nghe nó vẫn rất nhanh. Cô nhận ra tiếng bước chân đó của ai. Cô cố sức chạy thật nhanh ra với đôi chân còn khá nhức nhối sau vụ tai nạn. Khi ra khỏi phòng, cô thấy bóng đen nhỏ nhắn vừa mở cửa chính để chạy ra ngoài hành lang. Nhanh như thoắt, kèm theo tiếng trẻ em cười man rợ. Cô khó khăn chạy từng bước đuổi theo. Phía cuối hành lang tầng 8 là ban công thông gió. Gió rít từng cơn. Cô chợt điếng người khi nhìn thấy con búp bê đang ngồi ở ban công, cười khúc khích. Nó đang quay lưng với Châu, rồi từ từ nó ngoái nhìn lại. Mắt nó láo liên, miệng nó cười tét ra tới mang tai, cười ghê rợn. Rồi mắt nó trợn trắng nhìn cô như thôi miên. Mắt cô cũng trợn ngược. Cô bắt đầu nhấc chân, bước từng bước nặng nề trong hành lang đèn mờ ảm đạm. Cô vô hồn bước đi, bước đi. Cô bước qua con búp bê. Cô trèo lên lan can, rồi gieo mình xuống đất. Hoàng, một nhà báo trẻ tuổi, lấy bút danh là Dây Leo. Anh có một số bài viết được nhiều độc giả quan tâm. Sếp trên lại giao cho anh trọng trách phỏng vấn về Châu, một cô gái khoảng 25 tuổi vừa gieo mình tại một chung cư ở quận 6 Sài Gòn. Hoàng khá háo hức, nhận ngay mà không cần suy nghĩ. Sau một tuần thì vụ việc này cũng khá là im ắng. Dựa theo mấy bài báo qua loa từ các anh chị phóng viên trong tòa soạn, Hoàng tóm tắt lại những thông tin cần thiết cho mình. Anh nhận ra lý do bên công an đưa ra tự tử vì do thất tình thì không hợp lý lắm. Một cô gái trẻ tuổi, độc thân, gia đình êm ấm. Nghe nói trước đó cô còn đi chơi với người yêu. Rồi trước đó nữa cô còn sang Thái du lịch đi chơi mà. Trên Facebook nạn nhân còn đăng hình selfie cười rói rói, ôm cả con búp bê đi du lịch. Nói đến đây anh mới thấy làm lạ. Rồi anh nhìn kỹ tấm hình photo trắng đen từ tập tài liệu của các anh chị phóng viên. Con búp bê nhìn thần thái của nó hơi đáng sợ. Mắt của nó có hồn ghê lắm. Rồi anh còn tự hỏi bản thân, đem búp bê này theo du lịch, tối mà ôm nó ngủ chắc tè trong quần. Hoặc cũng có thể là do cô buồn vì bạn trai mình đã mất trong vụ tai nạn xe trước đó. Chợt Hoàng giật bắn người, tiếng phone di động rung bật, làm anh cũng bật theo. Theo quán tính, anh rờ tay lên ngực mình vài giây rồi bắt máy. Thằng Quốc cùng team gọi cho anh. Ông đang ở văn phòng phải không? Có qua chung cư quận 6 với tôi không nào? Phỏng vấn cái vụ tự tử á. Nhớ cầm theo máy ảnh, sẵn làm vài cái clip up YouTube chơi nha cha. Hoàng chưa kịp hoàn hồn, nhưng ok lia lịa, rồi soạn mớ đồ tác nghiệp để qua chung cư tìm hiểu. Tới nơi, Hoàng đã thấy Quốc ngồi cạnh mẹ Châu. Gương mặt bà hốt hác vì bao ngày buồn phiền. Hoàng được cái đẹp trai cao ráo như người mẫu nên dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện, cộng với sự lanh lẹ nên mẹ Châu khá tin tưởng để chia sẻ thêm về Châu cũng như Mimi, em bé Kuman của Châu. Bà chia sẻ là bà không phải buồn từ ngày Châu mất, mà bà bắt đầu lo lắng ngay cả năm nay rồi, từ ngày Châu rước con búp bê từ bên Thái về.
Bà không biết đó là gì, nghĩ là búp bê bình thường thôi. Có điều mắt nó có hồn quá, nhìn sợ lắm. Sau này nhỏ Thảo, em của Châu, nó search Google mới biết đó là Kuman. Nhưng bà có gặng hỏi Châu, Châu cũng chỉ nói là con búp bê bình thường. Hỏi nhiều nó chửi luôn cả mẹ, nên rồi không ai dám hỏi nữa. Có lần Thảo hỏi thăm, bị tát in 5 dấu vân tay vào mặt. Kể xong, mẹ Châu khóc nức nở. Quốc dặn hỏi, bác à, liệu bác có nghĩ cái chết của Châu là do Kuman? Mẹ Châu khẽ gật đầu, nhưng bà vẫn không muốn tin vào điều này. Và bà cũng không muốn bị công khai trên báo chí. Bà muốn chuyện con bà chìm vào quên lãng. Bà không muốn khơi lên nỗi đau của gia đình. Bà muốn xem nỗi đau này như một nỗi đau bình thường, đừng khiến nó thêm sâu. Hoàng hỏi thêm, bác ơi, gia đình mình có thấy hiện tượng hay điều gì siêu nhiên xảy ra không ạ? 3 giờ sáng, cả nhà giật mình khi nghe tiếng cười con nít lanh lảnh. Thảo nhanh chân nhất chạy ra phòng khách. Tiếng cười im bặt. Trong cái ánh đèn vàng mờ ảo tỏa ra từ phòng, Tiên thấy mọi thứ yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cô đi tìm xung quanh. Rõ quái lạ, tiếng cười rõ như vậy mà. Mẹ Thảo cũng bước ra phòng khách sau đó. Tìm một hồi không thấy gì lạ, Thảo uể oải ngồi phịch xuống sofa. Rồi cô giật hét toáng lên. Cô không tin vào mắt mình. Cô vừa ngồi lên con búp bê của chị hai, mắt nó không tròn khiến cô muốn ngất xỉu. Miệng nó cười ngoác rồi tới mang tai. Ngay lúc đó, Châu chạy tới, giật con búp bê ra, ôm chầm, nhìn trừng trừng Thảo. Sau một lúc nhìn lại, thì con búp bê đã trở lại bình thường. Mắt nó trong xanh ngây thơ đến khác lạ, miệng chúm chím đáng yêu. Châu quay lưng ôm con búp bê, quay vào lại phòng mình. Thảo vội chui vào phòng mẹ mình để ngủ chung với mẹ. Trước cảnh tượng lúc nãy, Thảo khó mà ngủ tiếp được. Biết con mình thấy chuyện xấu, nên bà hỏi nhỏ nhẹ và trấn an con gái mình. Thảo nhìn mẹ rồi bật khóc. Thảo kể cho mẹ nghe những gì cô đã thấy. Mắt nó không có chồng mẹ ơi. Nó cười ngoác mồm. Con sợ quá. Tự nhiên con lo cho hai quá. Trên phòng Châu, cô đang ôm ấp con búp bê mà cô đặt tên cho nó là Mimi. Có vẻ như an ủi. Châu hỏi nhỏ nhẹ con búp bê. Con uống sữa không nè? Mẹ pha cho con nha. Nói xong, Châu xuống bếp lục đục pha sữa cho Mimi. Chưa kịp lấy cái ly thì cô giật mình nghe tiếng thét của mẹ và em gái mình. Cô vội chạy vào phòng mẹ và thấy Thảo đang cố lôi Mimi ra khỏi mẹ cô. Cánh tay Mimi quấn chặt vào tóc mẹ Châu. Bà la hét hết mức vì quá khiếp sợ. Châu chạy lại ngăn tủ bàn trang điểm, rút ra cây kéo, cắt phăng chùm tóc của mẹ cô, vướng vào tay Mimi nãy giờ gỡ hoài không ra. Châu ôm chầm con búp bê, miệng nó như cười ngoác ra. Châu tức giận hỏi Thảo và mẹ mình. Sao hai người làm vậy? Sao đem Mimi xuống đây? Hai người định bỏ nó đi hả? Con nói rồi, bỏ Mimi đi thì con tự tử đó. Nói xong, Châu chạy về phòng. Theo đó là tiếng rầm của cánh cửa bị đóng mạnh. Kể từ ngày biết được Châu thỉnh con búp bê này từ Thái về, mẹ Châu lo lắng đến hao tổn sức khỏe. Thảo thấy mẹ lo lắng cũng an ủi phần nào cho mẹ. Nhà có 3 người phụ nữ sống chung với nhau. Chồng bà và bà đã ly thân cũng được 1 năm. Ông để lại căn chung cư cho 3 mẹ con. Ông đi theo tiếng gọi của vợ bé. Thảo thì còn đang học đại học. Châu thì mới đi làm được khoảng 1 năm nay thôi. Gần đây,
Châu cảm thấy cuộc sống khó khăn, công việc thì bấp bênh. Tuy không quá bế tắc, nhưng cô cảm thấy quá mệt mỏi. Trong dịp đi chợ gần nhà, cô thấy bà chị mà cô quen biết đang ngồi uống nước ngay tại sạp chợ. Lạ thay, ngồi kế bà ta là một con búp bê to to, nhìn sơ nó đẹp lắm. Khi lại gần mới bàng hoàng nhận ra, lon nước ngọt đặt trước mặt con búp bê đang sùi nước trên đầu ống hút. Tò mò pha lẫn run sợ, cô khẽ tiến lại gần bà chị và ngồi cạnh. Người phụ nữ đó tên Ngọc. Bà ta thấy Châu hơi sửng sốt bèn bắt chuyện ngay. Này đi chợ sớm thế cô gái? Nó là con chị ấy, tên Gia Gia, em đừng sợ, nó không hại ai đâu, mà còn đem lại cho chị tiền tài may mắn nữa ấy. Bà ta nhìn sang con búp bê cười mãn nguyện. Thế là bà thuật lại tường tận cho Châu nghe, từ cách thỉnh con búp bê, địa chỉ, tất tần tật về mọi thứ. Châu mừng thầm trong bụng, nửa tò mò, nửa hơi lo lắng. Châu cảm ơn bà Ngọc, rồi chào bà chị để đi chợ tiếp. Bà Ngọc vội nói với theo. Khi về, em nhớ mua ghế máy bay dành riêng cho em nó nữa nhé. Kẹo em nó giận, đừng bao giờ để em nó giận nhé. Khoảng một tuần sau, Châu gom tiền dành dụm của mình, mượn thêm mẹ cô một ít, nói là quá stress, muốn đi Thái Lan chơi cho khuây khỏa. Bát ơi, rồi sao nữa bát? Giọng Quốc bật lên phá ngang câu chuyện. Hoàng cũng nhìn sang mẹ Châu, muốn bà kể tiếp câu chuyện. Thảo từ bếp mang hai ly nước lên, mời Hoàng và Quốc. Thảo khẽ ngồi cạnh mẹ, rồi kể tiếp câu chuyện dở dang của mẹ. Khi đi Thái về, cô ôm con búp bê Mimi bên ngoài, đối xử như một đứa trẻ. Ngay cả việc bỏ vào vali cô cũng không làm vậy. Cô bọc khăn như một em bé thật thụ, lâu lâu cô ôm hôn nó đầy tình cảm. Thấy vậy, Thảo hỏi Châu, có phải chị rước Kuman không? Sao lại đem buồn ngải về nhà? Chị có bị điên không? Thì Châu tát Thảo một cái đau điếng, in cả bàn tay lên má. Từ đó Thảo không bao giờ đối diện Châu, một phần vì giận dỗi, một phần vì sợ hãi chính chị của mình. Trong mắt Thảo, Châu ngày xưa đã chết rồi, chỉ còn Châu ngày hôm nay sao khác lạ quá. Châu không ăn cơm chung với mẹ và em mình nữa. Cô ăn trong phòng riêng của mình với Mimi. Châu ăn gì, Mimi ăn đó. Châu uống gì, Mimi uống đó. Cuộc sống của Châu trở nên hạnh phúc hơn. Công việc thành công, muốn gì được đó. Cô mua vé số, mua 10 tờ thì trúng 10 tờ. Châu mua cho mình một chiếc xe hơi nho nhỏ. Châu trở thành một quý cô. Đi đâu cô cũng đem Mimi theo. Đi ăn cưới, tiệc tùng, họp mặt bạn bè đều không rời xa nó. Với một cuộc sống viên mãn như vậy, thì trong tình yêu cô lại càng hạnh phúc. Cô quen Hiếu, một chàng trai văn phòng lịch lãm. Cô đem lòng yêu anh ấy rất nhiều. Cô dần san sẻ tình yêu của mình cho Hiếu. Con người mà khi đạt những gì mình có thì cũng dần quên rằng những cái ban đầu là từ đâu ra. Châu và Hiếu quyết định cùng nhau đi du lịch Nha Trang để hâm nóng tình cảm của hai đứa. Và dĩ nhiên Mimi cô sẽ để ở nhà. Trai gái hẹn hò yêu đương cô cũng hơi ngại một tí. Châu có kể cho Hiếu nghe hết về Mimi. Chàng trai cũng vì tình yêu nên chấp nhận Mimi. Họ ăn tối, xem phim, họ đi cà phê đều cũng có Mimi. Nhưng lần này thì khó có thể dắt Mimi theo được, như cặp vợ chồng trốn con cái của mình để đi du hí. Khi về lại Sài Gòn, Châu vội chạy lên phòng ôm Mimi vì quá nhớ nó. Cô nấu ăn thật nhanh, thật ngon để bồi bổ cho Mimi. Nhưng lần này Mimi không ăn, nước nó cũng không uống, mắt nó khẽ ướt, như một đứa trẻ hờn giận mẹ của mình. Châu vô cùng hối hận,
Cô năn nỉ nó như một người mẹ năn nỉ đứa con yêu đang hờn nũng. Cô khóc lớn và xin lỗi Mimi. Chiều hôm đó, cô nhắn tin cho Hiếu, hẹn Hiếu cùng đi ăn với Mimi. Cả ba lái xe ra quận 7, chọn một nhà hàng thật sang trọng để ăn. Một phần vì hạnh phúc tình yêu chín mùi, một phần vì xin lỗi Mimi vì đã không dành hết tình cảm cho nó mà san sẻ yêu thương cho người khác. Trời chiều, đường bắt đầu mưa lâm râm. Mới 5 giờ chiều mà cứ như 7 giờ tối, đèn đường vẫn chưa kịp lên. Hiếu lái xe chở Châu và Mimi trên đường quốc lộ. Đường thưa thớt, Hiếu nhấn ga mạnh hơn và nhanh hơn một tí. Hiếu nhanh tay bật radio. Trên radio vang lên bản hòa tấu Fur Elise của Beethoven. Châu thích mưa lắm. Nay có Hiếu lái xe nữa, tha hồ ngắm mưa bên đường. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nghĩ lại bây giờ, tiền tình đầy đủ, sức khỏe thì phơi phới. Cô khẽ nhắm mắt và theo giai điệu radio. Cô đâu biết rằng bên cạnh mình, Mimi đang láo liên trong mắt. Mắt nó hung đỏ lên. Vô tình, Hiếu bắt gặp được ánh mắt đó. Hiếu bị con búp bê thôi miên. Trong mắt Hiếu cũng trợn ngược lên, để lộ khoảng cắn ghê rợn. Hiếu trở thành người vô tri vô giác. Hiếu nhấn ga xe chạy tăng tốc vùn vụt trên quốc lộ. Châu giật mình hốt hoảng. Cô chồm lên ghế trước, lay vai Hiếu. Hiếu vẫn đơ người. Châu thấy người Hiếu lạnh ngắt. Châu quay qua con búp bê chửi mắng nó. Trong vô thức, cô chửi nó thậm tệ hơn bao giờ hết. Con người mà, một khi đã giận dữ thì sẽ mất khôn. Cô khóc lóc năn nỉ nó. Xe càng lao nhanh hơn. Trong cơn hoảng loạn, cô đã ngất xỉu. Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện. Đầu choáng váng, nhức vô hạn. Cô ôm lấy đầu mình. Chân cô căng cứng đau nhất vì sau tai nạn. Cô thấy mẹ và em gái bên cạnh. Cô òa khóc nức nở. Mẹ ôm cô vào lòng. Sau bao lần trách móc, giận hờn con gái mình, bà thấy nặng lòng thương xót con. Bà cũng khóc theo. Được một lúc, Châu giật người lại, nhìn mẹ và em gái, hỏi ngay về Hiếu. Thảo lắc đầu chua xót. Châu nức nở, quỵ xuống, nghẹn ngào thắt tim. Cô chợt tức giận nhớ tới Mimi. Mẹ cô cho hay bà đã gửi Mimi vào chùa. Rồi Châu tiếp tục khóc, rồi ngất liệm đi. Sau một tháng, cô được xuất viện. Bác sĩ bảo cũng may cô chỉ bị thương nhẹ thôi, an dưỡng thêm sẽ mau khỏi. Trong thời gian một tháng đó, cô ân hận về mình, về chút bồng bột của mình, cắn rất nhiều về Hiếu. Cô chợt nghĩ, luật đời có vay có trả, đừng vì chút tham lam mà hối hận cả cuộc đời. Dù đã khỏe hơn, nhưng bước chân cô còn khá khó khăn. Chân cô vẫn còn sót lại những đau đớn. Tới phòng mình, cô nhẹ nằm lên giường, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng cô hét toáng lên vì trước mặt cô, con búp bê vẫn ngồi trên kệ nhìn thẳng chằm chằm vào cô. Mắt nó tuôn hai dòng máu đỏ.